Xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước nha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Lan có tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép giống cúc thọ hương để cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2024 ha cô chú anh chị, hoặc là cô chú anh chị mình có thể chăm nuôi lại, hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể lấy bo nha. Nếu mà cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời gặp luôn cô chú, mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu vào giao lưu ha. Rồi bà chủ ơi. Rồi em chào bạn ha. Em cũng chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ạ. Hôm nay em tiếp tục tới lời kênh giao lưu cô chú anh chị mình một lô cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị mình. Rồi em cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ hết những clip trước của em ha. Và em mong cô chú anh chị sẽ xem clip này và ủng hộ như những clip trước ạ. Rồi để không mất thời gian cô chú anh chị em vào mã số 1, hôm nay là 1C nha cô chú anh chị mình. Rồi mã 1C ha. Là cúc thọ hương ha. Rồi. Ta không xóa gì mà luôn ơi bà chủ ơi. Phần thân điểm này là 20. Rồi. Củ đế là 80. Chiều cao 63. 8060. Rồi. Và một cây cúc thọ hương này em giao lưu của chú anh chị mình là $850,000 đi ha. Rồi, đợi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 2C. 2C. 2C là một cây cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị. Cái này ghép được 5 bo nha cả nhà. Củ đế có luôn cả nhà ơi. Rồi nguyên con thú nằm quá đã luôn cả nhà ơi. Tay cái chân luôn. Quá đã luôn. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Hoành thân là 21. Rồi. Củ đế là 70. Củ đế 70, chiều cao 50. 8055. Và một cây cúc thọ hương đẹp giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu chẳng ha. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 3C. 3C là một cây cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị mình. Rồi nguyên lô thọ hương không nha cả nhà. Cái này ghép được 5 bo ha. Rồi cái dàn đế cũng khá là dễ thương nha cả nhà ơi. Rồi đã không số luôn bà chủ ơi. Hoành thân là 17. Rồi. Củ đế 51. Chiều cao 55. 8056. Rồi một cây cúc thọ hương để giao lưu cô chú anh chị mình là 700.000 ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 4C ha. 4C cũng vẫn là cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị mình. Cái này ghép được 6 bo nha cả nhà. Củ đế nè cả nhà ơi. Rồi đó không số luôn bà chủ ơi. Dạ đúng rồi. Chứ đồ tàn lại. Hoành thân là 17. Rồi. Hoành củ là 64. Rồi bo già lắm nha cả nhà. Chiều cao 65. 8065. Rồi. Và một cây cúc thọ hương này em giao lưu cô chú anh chị mình là 800.000 ha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 5C. 5C cũng vẫn là cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị mình. Ủa? Rồi. Ừ 5. 2, 3. 5 bo nha cả nhà. Cây này đế rất là quái luôn cả nhà ơi, như con bạch tuộc luôn ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Quanh 17. Rồi. Củ đế 51. Bo già lắm nha cả nhà. Chiều cao 63. Rồi. 8059. Rồi. Và một cây cúc thọ hương này em giao lưu của chú anh chị mình là 800.000 luôn ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 6C là một cây cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị mình. Ủa nguyên cái củ nè cả nhà. Quá. 4 bo nha cả nhà. Cái này bo mạnh như ngon lành nha cả nhà. Thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân điểm này là 22. Rồi. Hoành củ là 66. Chiều cao là 65. Tán ngang là 58. Rồi. Rồi một cây cúc thọ hương này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 850.000 ha. Rồi cây luôn bà chủ ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 7C. Vẫn là cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị. Cái này ghép được 4 bo nha cả nhà. Nguyên cái củ nè. Quá trời cái củ luôn cả nhà ơi. Rồi đo hôm số luôn bà chủ. Đo hôm số bà chủ. Dạ rồi. Hoành 20. Rồi. Hoành củ 58. Rồi. Chiều cao 54. Tán ngang là 58. Rồi một cây cúc thọ hương này cũng giao lưu của chú anh chị mình là 700.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Được rồi. Tiếp theo cây mã số 8C. 8C cũng vẫn là một cây cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị mình. Rồi củ đế nè cả nhà. Rồi cây này ghép được 5 bo nha. Hoành thân là 22. Củ đế 65. Chiều cao 79. 8065. Rồi. Và một cây cúc thọ hương này em giao lưu cô chú anh chị mình là 850.000 ha.
Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9C. 9C. Vẫn là Cúc Phạm Hương thôi cô chú anh chị mình. Rồi. Hoành thân 17. Hoành cũ 59. Rồi. Chiều cao 53. Tán ngang 55. Rồi. Còn một cây Cúc Phạm Hương này ra lưu cô chú anh chị mình cũng vẫn là 850.000 luôn ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Được rồi. Rồi mã số 10C. 10C cũng vẫn là Cúc Phạm Hương nữa thấy cô chú. Cái này tàn quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Ngon lành. Góc cũng đẹp luôn ha. Dàn đế giữ dần cái dàn đế cả nhà. Cái này ghép được 6 bo ha. Rồi, đó hôm số không bà chú ơi. Cái này đó lúc mà đầu nè. Bình thân bình cổ thôi rồi cổ nhỏ 14. Rồi. Cổ nhỏ là 14 ha. Chiều cao là 69. Tán ngang 70. Rồi. Còn một cái Cúc Phạm Hương này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 900.000 ha. Rồi, cái này của clip luôn hả bà chú? Dạ rồi, cái này cũng là cây của clip của em ngày hôm nay luôn ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương em ha. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0376910321 cũng là số Zalo Zalo của em luôn ạ. Rồi. Dạ rồi, xin anh chào, hẹn gặp lại ạ. À, cũng thay mặt cho kênh giống như chị Lan cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.